Cách đây khoảng 10 năm, ai đã đến Phù Cừ nay có dịp trở lại chắc chắn sẽ ngỡ ngàng về những đổi thay của một vùng quê nghèo năm xưa. Từ các thôn xóm tới trung tâm huyện, đường giao thông đều được trải nhựa hoặc bê tông hóa. Nhà kiên cố, nhà cao tầng đua nhau mọc lên san sát. Trụ sở, trường học, nhà làm việc, các công trình phúc lợi công cộng từ huyện đến các xã thị trấn đều xây mới, nâng cấp khang trang. Nhiều khu dân cư chẳng khác nào phố ở trong làng. Đời sống của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều gia đình có mức sống chẳng khác nào thành thị. Đó chính là thành quả của hành trình 90 năm đi theo Đảng của Đảng bộ và nhân dân huyện Phù Cừ. Song có lẽ nổi bật nhất là chặng đường hơn 9 năm Phù Cừ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngược dòng thời gian, thời điểm cách đây gần 10 năm, khi Phù Cừ bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, khó khăn chồng chất khó khăn. Hơn 90% dân số sống ở nông thôn, trên 64% lao động làm nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người ở mức rất thấp, chỉ 20,5 triệu đồng một năm. Nhưng có lẽ khó khăn nhất vẫn là nhận thức của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới. Cái điểm xuất phát của Phù Cừ, tốc độ phát triển đi rất chậm. Hạ tầng cơ sở đường trường trại và ngay cả một số vấn đề như bản sắc dân tộc cũng bị phai nhạt, người dân chưa hiểu thế mới cả. Để chương trình sớm đi vào cuộc sống một cách thực chất, thường trực ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn thảo luận và thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó ưu tiên hàng đầu là công tác tuyên truyền. Ban chỉ đạo huyện yêu cầu thông qua các kênh, các hình thức tuyên truyền và hệ thống truyền thanh, thôn, xã, thị trấn. Các địa phương phải giúp người dân nhận thức đầy đủ mục tiêu ý nghĩa, tính nhân văn của chương trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó để người dân phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm đối với chính mình và đối với quê hương. Từ cái việc xác định, nhận thức đúng, rõ về những cái khó khăn thách thức khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thì ban thường vụ huyện ủy và ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong cả giai đoạn. Trong đó xác định một số các nhiệm vụ chủ yếu, đó là phải làm thật tốt công tác định hướng, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận tham gia xây dựng nông thôn mới theo phương châm dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ. Kịp thời thành lập và bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, ban phát triển thôn coi trọng cái việc phát triển kinh tế, coi đây nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông gắn với phát triển các cái cụm công nghiệp, khu sản xuất các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp có thế mạnh, mạng lưới kinh doanh thương mại dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường, xác định rõ lộ trình, mục tiêu và nhu cầu nguồn vốn để thực hiện cụ thể, tiếp nhận sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ trung ương, tỉnh kết hợp với nguồn lực của huyện, xã và sự tham gia quan trọng của cộng đồng dân cư và con em quê hương, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ở khu vực nông thôn. Với cách làm bài bản, có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể từ huyện xuống cơ sở. Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện, huyện Phù Cừ đã huy động được trên 4.300 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, cộng đồng dân cư và những người con xa quê đã ủng hộ đóng góp được trên 325 tỷ đồng. Nhiều xã với cách làm sáng tạo, phát huy được nội lực, nguồn lực trí tuệ của nhân dân đã sớm đạt chuẩn nông thôn mới. Tiêu biểu là các xã Quang Hưng, Đình Cao và Đoàn Đào. Đến tháng 7 năm 2019, 13 trên 13 xã của huyện Phù Cừ đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về Phù Cừ hôm nay, đổi thay rõ nhất chính là hệ thống hạ tầng giao thông,
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân ở các địa phương trong huyện đã hiến trên 58.300 m2 đất ở, trên 180 ha đất nông nghiệp, phá dỡ trên 2.000 mét tường bao và công trình phụ để làm đường. Những tuyến đường nhỏ hẹp trước kia được nâng cấp và mở rộng, nhiều con đường mới được hình thành mà không phải đền bù giải phóng mặt bằng. Phù Cừ đã trở thành điểm sáng của tỉnh trong phong trào nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông. Mở được cái con đường mới như thế này là chúng tôi quay là người dân là rất là phấn khởi. Mà biết ơn ngoài như thế là đảng và nhà nước, đất mới cái tài sản này là chúng tôi hiến là chúng tôi không có tiếc. Trước hết là cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Thứ hai nữa là cán bộ đảng viên là phải đầu tàu gương mẫu làm trước. Thế sau đó là các cái ngành đoàn thể tuyên truyền đến từng người dân một để cho người dân hiểu rõ cái ý nghĩa, mục đích và cái quyền lợi của người dân khi con đường đã mở ra. Đến hết năm 2019, tất cả các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện đều đã có chiều rộng nền đường đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Với phương châm xanh, sạch, đẹp, huyện chỉ đạo các ngành, các địa phương thường xuyên phát động nhân dân, các tổ chức đoàn thể tham gia phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa ven đường, tạo cảnh quan khu dân cư. Cùng với xây dựng nâng cấp hệ thống giao thông, cơ sở vật chất, các nhà văn hóa, thôn, xã, các trường học, trạm y tế xã và trung tâm y tế huyện đều được cải tạo và đầu tư xây mới, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người dân trong huyện. Đến năm 2016, 31 trên 44 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phòng học đạt chuẩn ở bậc học mầm non và tiểu học là trên 90%, trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt 100%. 100% các trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, trung tâm y tế huyện được công nhận bệnh viện hạng 3, 100% các xã đạt tiêu chí về văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa. Xây dựng nông thôn mới mang lại cho người dân rất nhiều về kinh tế, về văn hóa, về đời sống, về vật chất. Nên từ trước kia cả cái làng Tam Đa này đếm trên đầu ngón tay được cái nhà xây, toàn nhà đất vách nát. Đến bây giờ làng Tam Đa mà tìm được cái nhà đất vách nát là khó. Hai là tìm được cái gia đình mà khổ ải, đói ăn thì không có. Cái đi lại, học hành, cái cuộc sống giao lưu, cái văn hóa xã hội, cái nhận thức của người dân nó cũng được nâng lên. Cái hạ tầng phát triển thì cái dịch vụ nó phát triển, nên người dân mua bán mọi thứ, sinh hoạt trong cái làng, bây giờ cái cộng đồng trong làng nó như một cái khu phố nhỏ, nó đủ đầy đủ các thứ cho người dân. Và cái giao lưu văn hóa người dân so với người khu vực thị xã thị trấn thì nó cũng không chênh lệch đó bao nhiêu cả. Năm 2015, huyện Phù Cừ là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng. Kết quả này đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tích tụ ruộng đất, hình thành những cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh quy mô lớn. Tiêu biểu như vùng trồng cây có múi với diện tích trên 300 ha tại các xã Tam Đa, Tiên Tiến, Nguyên Hòa và Minh Tân. Vùng trồng vải lai chín sớm với diện tích trên 300 ha tập trung tại các xã Tam Đa, Minh Tiến. Vùng trồng vải trứng 50 ha tại xã Phan Xảo Nam. Hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được cấp chứng nhận Việt Gáp như 5.000 m2 dưa trong nhà lưới của Hợp tác xã An Thịnh Phát ở Tống Chân, 7.000 m2 nuôi cá sông trong ao của Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát ở Quang Hưng. Ngoài ra, còn có mô hình chăn nuôi theo hướng Việt Gáp tại xã Đình Cao, Minh Tân, Nhật Quang, cánh đồng mẫu 25 ha tại thôn Long Cầu, xã Đoàn Đào, cánh đồng mẫu 10 ha tại thôn Hà Linh, xã Đình Cao. Thành lập mới được 17 hợp tác xã và 4 tổ hợp tác nông nghiệp giúp nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Năm 2019, doanh thu bình quân một hợp tác xã đạt 800 triệu đồng, lãi bình quân 200 triệu đồng. Hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được củng cố, phục vụ có hiệu quả việc tưới tiêu và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 182 ha diện tích cây trồng, ao nuôi và 2 cơ sở chăn nuôi lợn thịt được cấp chứng nhận Việt Gáp cho 8 nhóm sản phẩm: dưa lưới, dưa vàng, cá giống, cá thương phẩm, cam, bưởi các loại, vải lai chín sớm, vải trứng, nhãn, rau an toàn, lợn thịt. Các sản phẩm đã có chỗ đứng và đang dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường.
Sản phẩm dưa lưới thì hợp với xu hướng của thị trường là cái mức sống, đời sống của mọi người cao lên, cái nhu cầu của mọi người cũng cao lên, và nhất là cái sản phẩm nó mang cái tính an toàn. Thế thì tôi nghĩ là cái hướng đầu tư là đúng đắn. Sau khi mà thành lập hợp tác xã với lại được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ngành thì bây giờ chúng tôi tự tin để mà phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao. Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến chúng tôi tổng diện tích là chúng tôi có 100 ha, trong đó 20 ha là đang cho thu hoạch. Với tổng số lượng thì chúng tôi dự kiến là từ 25 đến 30 tấn quả. Và cái giá trị quả vải trứng hiện nay là chúng tôi đang thu mua hợp đồng của các nhà vườn là 60.000 đồng trên 1 kg. So với các loại vải khác thì hiện nay là cái giá trị của cái quả vải trứng này là gấp 3 lần. Hiện nay là chúng tôi đã có tất cả các hợp đồng của các nhà doanh nghiệp với rồi là các tư nhân đã hợp đồng của chúng tôi là cơ bản là hết số lượng. Trong xây dựng nông thôn mới, Phù Cừ còn là điểm sáng của tỉnh về thực hiện tiêu chí môi trường. Năm 2016, huyện Phù Cừ đã có một nghị quyết riêng về xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. Huyện đã cấp trên 3.300 nắp đậy, 2.300 thùng xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Mỗi năm hỗ trợ gần 30.000 gói chế phẩm xử lý rác thải hữu cơ. Toàn huyện có gần 13.800 hộ thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại gia đình, đạt 59,2% số hộ dân có mặt tại địa phương. Kết quả này đã giúp lượng rác thải ra môi trường của toàn huyện giảm 10 tấn một ngày so với trước kia. Thực hiện cái mô hình phân rác thải này từ 2015, tôi cảm thấy là rác đối với gia đình nhà tôi và mọi gia đình khác thực hiện thì nó là rất là ít. Cái môi trường thì rất là trong lành, không có mùi hôi thối gì nữa mà rác vận chuyển ra là rất ít. Chúng tôi đã xử lý được hết ở nhà rồi, thì mang những chỉ là cái tí ni lông thôi. Giới này chúng tôi còn thực hiện đi mua để mang các cái làn đi thì không cần túi ni lông nữa, chắc là cũng không có cái rác thải gì phải mang đi nữa. Vốn là một vùng quê thuần nông, nghèo khó, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo tỉnh, sự giúp đỡ của các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Phù Cừ đã biến những bất lợi trở thành lợi thế. Diện mạo nông thôn mới của vùng quê này đang hiện hữu, mang dáng dấp rất đặc trưng của miền quê đồng bằng Bắc Bộ. Phù Cừ đã và đang trở thành một miền quê đáng sống. Để đạt được nông thôn mới kiểu mẫu, trong nhiệm kỳ tới thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái hỗ trợ cho xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mới. Thì cái này là Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ có cái chính sách hỗ trợ về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, và trong đó có hỗ trợ về phát triển xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, và huyện phấn đấu làm sao huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Kết quả của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không chỉ tạo ra diện mạo mới, khí thế mới, mà đã thật sự tạo ra một cuộc sống mới cho người dân nơi đây. Những kết quả ấy đã và đang trở thành tiền đề, là động lực để Đảng bộ và nhân dân Phù Cừ tiếp tục củng cố, nâng cao hơn nữa các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu xây dựng Phù Cừ ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh.